em nhận phục hồi lốc số cho anh em, em nhận phục hồi lốc số cho anh em gần trai nha. Anh em ở xa anh em cứ đóng gói gửi bưu điện giúp em. Đây là lốc số anh em có nhu cầu đóng lobby, anh em được phục vụ anh em nha. Đây giới thiệu anh em đây. Lobby đây. Đây là lốc số này của những anh khách ở mời anh Viện ở Bình Thuận vô xem nha. Em đang đóng lốc số cho anh nha. Em đang nhận lốc số anh, số điện thoại của anh Định đây nha. Rất nhiều lốc số của anh em gửi. Em đang phục vụ anh em đây. Hoàng Mai 0907 790079. Đây là cái lốc số này của anh khách ở ở Nam Định nha anh em. Đây. Ở Nam Định. Số điện thoại khách đây. Anh Phạm Quang Toản ở Nam Định. Mời anh Phạm Quang Toản ở Nam Định vô xem luôn nha. Anh Toản ở Nam Định vô xem. Rất nhiều lốc số của anh em. Người bán tem bên đây mới sai chuyển qua được bưu điện giúp em nha. Cái gì? Quá kéo, không có đầu vậy. Cảm ơn anh em được ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Anh em ở xa anh em có đóng gói gửi bưu điện giúp em. Em nhận phục hồi lốc số cho anh em và hàng những vết nứt đơn giản cho anh em nha. Hoàng Mai 0907 790079. Mời anh Toản ở Nam Định vô xem nè. Anh Viện ở Bình Thuận nè, vô xem. Lốc số của anh em đây, em đang phục hồi cho anh em đây. Cảm ơn anh em lần sau ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Hoàng Mai 0907 790079.